Dương Tử và Đình Trẻ thông báo tin vui, náo loạn cả mạng xã hội. Chuyến tương tư của Dương Tử khiến dân tình choáng ngợp trước loạt thành tích hồng phim đạt được trong khoảng thời gian chiếu. Dựa trên báo cáo từ dữ liệu Khốc Vân, một nền tảng lớn của Trung Quốc, quý 3 năm 2023 mới đây, siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư của Dương Tử, Trường Phản Ý, Đặng Vi đạt hiện thứ đã khiến dân tình bất ngờ tới cực điểm vì mang về loạt thành tích đáng nể, chỉ thiếu chút nữa là quân kiêu. Điều mà ngay cả phim của Đình Lưu Vạn Tầng Kiêu Chiến cũng không làm được. Theo đó, Trường Tương Tư dẫn đầu các hạng mục top 1 tổng phim cấp tập, phim chiếu mạng cộng đài, kỳ nhiệt bá. Top 1 tổng phim cấp tập, phim chiếu mạng, kỳ nhiệt bá. Top 1 phim trung bình tập, phim chiếu mạng cộng đài, kỳ nhiệt bá. Top 1 phim trung bình tập, phim chiếu mạng, kỳ nhiệt bá. Top 1 phim trung bình trên ngày, phim chiếu mạng, kỳ nhiệt bá. Đồng thời, lọt top 2 phim trung bình trên ngày, phim chiếu mạng cộng đài, kỳ nhiệt bá. Top 2 giá trị gia tăng, phim chiếu mạng cộng đài, kỳ nhiệt bá. Tổng kê cho thấy, kết thúc kỳ nhiệt bá, Trường Tương Tư đạt trung bình 76.88 triệu view tập, tổng lượng người xem đạt được 29.98 tỷ với 39 tập phim ở phần 1, một con số đầy ấn tượng. Kỳ nhiệt bá thi tạm hiểu là khoảng thời gian phim đang chiếu. Trường Tương Tư là dự án lớn, có vốn đầu tư khổng, được Tencent đặc biệt coi trọng. Phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Trước khi khởi động thi hình, chuyện gốc đã có sẵn một lượng fan đông đảo, lại cộng thêm sự góp mặt của Dương Tử trong dàn cast chính, càng khiến Trường Tương Tư được mong chờ hơn bao giờ hết. Ta quả đúng là không phục sự kỳ vọng của khán giả, Trường Tương Tư cùng dàn diễn viên chủ lực bao gồm Dương Tử, Trương Vạn Ý, Đạt Kiệt Hứ, Đặng Vi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, giúp phim ắng về loạt thành tích vô địch khoáng khẩu. Cũng nhờ vậy mà các ngôi sao tham gia phim có thêm một bước tiến mới trong sự nghiệp. Phần một Trường Tương Tư đã chính thức ra mắt khán giả từ ngày 24 tháng 7 và kết thúc vào cuối tháng 8 vừa qua. Hiện vẫn chưa rõ lịch chiếu phần 2 của phim.